thành phần ban giám khảo, nhạc sĩ Viễn Phương. Căn bản của một người muốn tiến xa trên lĩnh vực này, Hoàn Hồ. Nữ ca sĩ Kim Phương. Bài dự thi quá sức an toàn. Nhạc sĩ Hoàng Tâm. Nếu hôm nay mà tối thiểu hai dancer với cậu nó điểm còn cao nữa. Chỉ có trên ABTV 55.4. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Thanh Thanh xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả của đài Apple TV 55.4 với chương trình đặc biệt là Giọng Ca Vàng Houston 2016. Và đây là vòng sơ kết 2 với phần nhạc đệm của nhạc sĩ Phan Thanh. Và trước hết thì Thanh Thanh một lần nữa xin chào sự trở lại của thí sinh Kỳ Hùng. Dạ, cảm ơn Thanh Thanh. Trước hết Kỳ Hùng xin thân chào tất cả các khán thính giả của đài Apple TV 55.4. Dạ vâng. Và thưa chú, là ngày hôm nay thì với phần vòng sơ kết 2 này đặc biệt hơn một chút xíu là có phần nhạc đệm, thì chú sẽ thể hiện ca khúc gì? Tôi sẽ thể hiện một bài ca rất là có tiếng của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên, đó là bản Mắt Biết. Dạ vâng, và một lần nữa thì Thanh Thanh ở nơi đây xin thay mặt tất cả các bạn thí sinh của chú chúc chú thật nhiều may mắn để mà có thể bước vào trong những vòng kế tiếp. Cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn Thanh Thanh, đã cảm ơn theo dõi của các khán thính giả của Apple TV. Kỳ Hùng xin thân chào các vị giám khảo. Hôm nay Kỳ Hùng xin dự thi bản Mắt Biết của Ngô Thùy Miên. Nhớ tới đêm xưa bên nhau, bước trong chiều mưa, phiếm ru nhẹ đưa. Bên cũ đam mê say sưa, lá thu còn rơi, người xa vắng người. Mắt biết năm xưa này đâu, cánh xa còn đây, tóc mây nào bay. Phố vắng mênh mang mưa rơi, ước mơ nào nguôi, tình đã phai rồi. Yêu như mây khói, quang theo gió buồn mơ hồ. Tình yêu như giông tố, qua phố điều giang xưa yêu kiều, trong chiều nhạt nắng cũng đang đi chờ nhau trong tê tái. Mắt biết năm xưa này đâu, bến ga tê kia vó xa người yêu. Lá úa đơn côi bơ vơ, cuốn theo chiều rơi, người xa cách rồi. Chỉ bão như bão cùng tơ, lướt theo chiều mơ, kết muôn bài thơ. Nuối tiếc yêu đương xa xưa, tháng năm nào trôi, để nhớ nhung. Chúc mừng chú đã thực hiện xong phần trình diễn của mình. Hoàng Anh thấy chú tham dự rất là nhiều kỳ thi. Mặc dù tuổi chú đã cao, nhưng mà Hoàng Anh biết rằng cái lòng đam mê nghệ thuật ở trong chú chắc là cao lắm. Dạ vâng, vì thế giờ Hoàng Anh xin mời phần nhận xét của nhạc sĩ Viễn Phương. Chào anh Kỳ Hùng. Bữa nay sức khỏe như ok không? Bởi cái phần sở dĩ tôi hỏi vậy là bởi cái một vài cái nốt ở dưới thấp bữa nay nó bị hơi bị mờ. Cái giống như gần như là bị đuối một chút xíu. Thì tôi muốn sức khỏe anh có tốt được không? Nhưng mà ok. Thì với bài hài nhịp nhàng thì nó cũng tốt. Có một vài chỗ anh vô nó hơi sớm tí xíu nhưng mà anh vẫn bắt kịp nhịp. Thành thử ra là cũng ok. Nhưng mà
cái mà anh cần trau dồi là cái phát âm mềm, cái giọng mềm nó chưa được tròn trịa lắm, nó chưa có rõ ràng, chẳng hạn giọng Bắc, giọng Nam, giọng Trung vân vân, nó phải rõ ràng. Anh nghe nhiều đi, vì anh có bạn bè nên tham khảo ý kiến của họ. Thì cái giọng mềm cái đó là anh cần phải trau dồi. Chứ còn nhịp nhàng anh tốt, cảm ơn anh. Em mời ca sĩ Kim Phượng ạ. Xin chào anh Kỳ Hùng. Anh thì lúc nào cũng chọn những cái bài hát nghe là nhắm mắt lại nghe là rất là lãng mạn và rất là nhẹ nhàng. Thì cũng đúng như là anh Viễn Phương hỏi là về sức khỏe của anh, thì Kim Phượng cũng cảm giác như kỳ này anh hát hơi yếu hơn kỳ trước. Mà nhưng mà khi mà lúc mà nhạc sĩ Viễn Phương nói anh hơi bị rớt, nhiều khi Kim Phượng nghĩ rằng nhiều khi kinh nghiệm nhiều, đi hát nhiều, anh cũng có thể chế biến, anh lơi một chút xíu như những ca sĩ chuyên nghiệp, nghe miễn sao vô đúng khuôn sau thôi. Ok, xin lỗi rồi nha, lơi đó, hay người ta lơi thì hát chậm hơn cái nhịp một chút xíu, còn cái này vô trước hơn. Cái lúc cô đa đó anh bắt kịp rồi, bao nhiêu cái lúc ta cái cô đa đó tôi tưởng anh rớt, nhưng mà anh bắt kịp chỗ đó. Cái bài này Ngô Thị Miên viết, nhạc Ngô Miên viết rất khó, nó semi classic, nó một phần có vẻ thành ra lên xuống nhiều lắm, thành ra mình phải có cái tầm cử mình phải đầy đủ mới được, khả năng lên xuống đều. Anh có tuổi, anh có tuổi hơn những thí sinh khác, tôi rất hoan nghênh, tại vì anh có tuổi mà giọng anh còn tốt lắm, anh rất là tốt, rất là nên khuyến khích. Có những người lớn tuổi như thế này mà vẫn ham mê nghệ thuật ca hát là rất là trong thân tôi phải Parisian đó mà. Anh có ở bên Pháp không? Dạ thưa chú trả lời. Hồi trước anh có ở bên Pháp không? Không có. Ủa sao trong anh có vẻ Nhập Tây hả? Parisian. Vâng, vì những cái chỗ đó mà khi mà anh bị sớm hoặc trễ mà anh bắt kịp là vì anh có nhiều kinh nghiệm đi hát đó. Gần như là đêm nào cũng cuối tuần là anh cũng đi hát. Và cái nguồn văn nghệ vẫn là cái nguồn vui của anh ở cái tuổi này. Em lúc nào em cũng ủng hộ anh. Cái bài này ông viết khó lắm, đi lên rồi xuống, lên xuống. Có một chỗ bon đọt kéo dài đó, nên anh kéo được. Mà tôi đang lo anh cái lúc cô đa tôi tưởng anh rớt rồi. Mà hai người bắt kịp, nhưng mà vậy là tốt lắm. Rất là khuyến khích anh đi vào trong, riêng tôi. Dạ vâng. Giờ Hoàng Hạnh xin ba vị giám khảo có thể cho số điểm của mình. Nhạc sĩ Hoàng Cầm 7, nhạc sĩ Viễn Phương 6, ca sĩ Kim Phượng. Ở chính giữa cho nó có sự giống như anh nói là cái gì? An toàn. An toàn. Dạ, lúc này acid hơi nhiều. Ủng hộ anh. Dạ không, chính giữa thì nó phải cao hơn chút mà. Bên đây 7, bên đây 6, rồi giờ chính giữa thì làm sao? 7, 7 thì phải 8 chứ. Thôi em chọn số 7. Dạ vâng, ca sĩ Kim Phượng số 7 xin chúc mừng chú. Dạ vâng. Chỉ có trên ABTV 55.4.